Chào quý vị khán giả, chào tất cả các bạn. Đấy, Tết đã đến nơi rồi mà gần một tháng rồi mới sửa sang trong cái nhà, dán tường này, ốp lát chát bả lại, rồi là quét sơn trần và mua đèn chùm. Bây giờ còn một việc cực kỳ quan trọng, đấy là kiếm một cái bộ bàn ghế làm sao cho nó phù hợp với phòng khách rộng này, trông thế thôi và cực kỳ phức tạp. Tôi phải hỏi hai bạn bè này, rồi phải tra cứu trên mạng và đã tìm được một số địa chỉ uy tín, tin cậy và đảm bảo. Bây giờ mời tất cả mọi người hãy đi cùng với anh và góp ý cùng với tôi nhé. Nào, ta đi thôi. Em chào anh ạ. Vâng, anh đến xem bàn ghế anh. Vâng, tôi đang định tìm một bộ bàn ghế để bày trong cái nhà mới xây mà. Dạ. Hình như cậu là Biên đúng không? Dạ vâng, vâng. Tôi theo dõi trên YouTube, tôi rất là thích cái kênh của cậu. Vâng, vâng. Trẻ, giỏi, nhanh nhẹn mà am hiểu về gỗ. Dạ. Vì thế hôm nay tôi đến cơ sở Thiên Phú này để mà gửi gắm cậu đấy. Nhá, là có những cái sản phẩm gì cho tôi ngắm nữa nào? Bây giờ thì trước hết thì anh phải cho em xem cái nhu cầu của anh với cả cái không gian phòng khách thì em mới có thể tư vấn chính xác cho anh được. Phòng khách nhà tớ thì 5m, 8m, 40m phòng khách. Mà tông của tớ là tông vàng và trắng, tường trắng rồi là có những họa tiết màu vàng. Cho nên là nó phù hợp với cả cái mệnh của tớ mà. Tôi rất là thích gỗ, bởi vì gỗ nó mang cái tính trường tồn, rắn giỏi. Nó vừa hiện đại mà lại vừa mang cái tính cổ truyền. Thế thì anh tìm đúng chỗ đấy. Nếu mà anh không gian của nhà anh mà màu trắng hoặc màu vàng ấy thì để gỗ hương này vào thì nó cực kỳ là phù hợp, tại vì là nó màu nó sẽ lội cái bộ bàn ghế với cả nội thất nhà mình lên. Ừ, thế nào? Có những cái gì cậu giới thiệu thôi. Anh xem qua trước cho em hai cái bộ sản phẩm này. Đây là bộ Minh Quốc Đào này. Đấy, bộ này thì nó sẽ theo phong cách là gọi là đơn giản nhẹ nhàng. Ừ. Đấy, nhưng mà nó cũng có kết hợp với cả đục đẽo. Đấy, chất liệu thì gỗ hương mà chọn vân này. Vân cũng đẹp đấy. Thế nhưng mà hai bộ này tôi vẫn thấy là có một cái gì đó nó không phù hợp với cả cái nội thất của nhà tôi. Tôi muốn nó hiện đại hơn một tí, nó gần gũi hơn một tí. Dạ dạ dạ. Thế thì đây em giới thiệu anh bộ này vừa mới xong luôn, vừa sơn xong qua anh ạ. Đẹp đẹp lắm đấy. Em vừa mới ra cái mẫu này để phục vụ cho những khách hàng nào mà yêu thích là trơn tru dễ lau chùi mà bù lại mà nó lại vẫn giữ được cái cổ điển và cái vân gỗ. Đây bộ sản phẩm này đây. Đấy, anh nhìn vân của nó được không anh? Vân đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu nó lại vàng nâu như này là hợp với cái mệnh kim của tớ. Vâng, đây em sẽ giới thiệu cho anh chi tiết cái những cái điều đặc biệt của bộ sản phẩm này. Đấy, rất rất nhiều cái điều đặc biệt của bộ sản phẩm này. Mà đây hàng cơ sở bên em làm nhá, 100% là gỗ hương. Tôi hỏi thật nhá, đây có đảm bảo 100% là gỗ thịt mới cả gỗ lõi không? Chứ còn nếu mà gỗ rác là nó rất hay bị mối mọt, cong bênh. Dạ. Nó co ngót thì làm thế nào? Tất cả những sản phẩm của cơ sở bên em đều là 100% bằng lõi hết, không có tí rác nào cả. Và em còn cam kết với khách hàng là đảm bảo luôn đấy. Nếu anh mua về mà khách về nhà mà kiểm tra ở nhà mà có bất cứ một chỗ nào mà có rác gỗ thì em tặng nó sản phẩm, nó không phải thanh toán luôn. Tức là cam kết nếu mà có gỗ rác tặng sản phẩm luôn. Dạ vâng vâng đúng rồi anh ạ. Dạ quá được. Nhưng mà này, tôi hỏi thật nhá, những cái này nó có đủ độ dày không? Chứ tôi lo nhất là nó mỏng mà nó cái mùa hè rồi mùa đông của Việt Nam mình nó rất là khắc nghiệt. Nếu mà nó không đủ độ dày mà nó có thể nó bị vỡ hoặc là cong vênh theo thời gian. Nếu mà độ dày thì anh yên tâm, tất cả những cái sản phẩm của cơ sở bên em làm anh để ý xem này, tất cả đều là dày dặn hơn gấp đôi, gần gấp đôi so với hàng bình thường trên thị trường. Đấy, ví dụ như cái vách này. Đấy, anh ngại cái vách này nó yếu đúng không ạ? Ừ đấy. Đấy, như cái vách này thì bình thường người ta làm có 1 phân đến 1 phân rưỡi. Ừ. Nhưng cơ sở bên em pha là tận 2 phân rưỡi, tức là dày gấp đôi. Đấy, để đảm bảo luôn là chắc chắn. Cái này là 2 phân rưỡi. Vâng. Ừ. Đấy, cái này có thể người nhảy lên, anh em mình người lớn nhảy lên thoải mái luôn. Nhưng mà nhà tớ có trẻ con, có sợ chúng nó cào những cái gì vào nó xước không? Xước ạ. Vâng vâng. Nếu mà xước thì lại càng yên tâm, tại vì sơn nhà em là sơn 7 lớp BUM và loại 1. Nó giống như là sơn xe máy với sơn ô tô anh. Nếu mà nên yên tâm luôn là nếu mà những cái gọi là
ngồi quần áo mà ngồi mà cọ kỵ lên thì vô tư thoải mái luôn. Yeah. Không bao giờ phải lo gì cả mà. À, anh còn có thể là cuối năm mà có thể dọn nhà dọn cửa, anh còn phải mang ra rửa thoải mái luôn, không bận gì anh ạ. Ôi, sơn gỗ dạ. Mà có thể mang ra ngoài kia đổ nước và rửa kỳ cọ được. Vâng, rửa được thoải mái, à... cọ rửa thoải mái luôn. Anh yên tâm tuyệt đối luôn cái phần này. Còn cái chương này anh nhìn này, bình thường các cái chương này nếu anh để ý anh đi mua thì người ta sẽ làm ghép ở đây hoặc là ghép hai đầu này nữa. Thì nó sẽ có cái rủi ro là anh dùng lâu là nó sẽ lứt ra và nó vỡ ra, nó không khớp với nhau được. Đấy, đúng không? Nếu mà đây là em làm liền khối hoàn toàn 100% như này. Đấy thì anh đảm bảo anh dùng là mãi mãi nó không bị có vết lứt ở đây. Đấy. Cột đây anh nhìn thấy cột rất dày dặn luôn, là cột người ta pha 10 phân em pha 12 phân. Đấy, bình thường là dày 5, đây em pha dày 7 luôn. Đấy, anh nhìn rất dày dặn chắc chắn mà nó rất là dẻo đấy, anh nhìn cái độ cong này. Đấy và mình đảm bảo tựa lưng là rất là thoải mái luôn. Đấy. Yeah. Còn đấy như anh vừa lại nói dày dặn thì kể cả từ yếm này, yếm dưới này, khuôn tranh này, đấy, mặt ván này, tất cả em đều làm dày gấp đôi so với hàng phổ thông trên thị trường hết, 100%, đấy, 100% luôn, đấy, để cho tránh cái đơn điệu này, mặt bàn này em làm này, anh nhìn này, đấy, cái mặt bàn này em đục một bức gọi là thuận buồm xuôi gió, mà ai cũng mong muốn là cuộc sống nó thuận lợi, nên là nó là cái thông điệp của cái tích mặt bàn này. Hay đấy, tớ khoái nhất là thuận buồm xuôi gió đấy. Bộ sản phẩm này thì đều được thiết kế là với phong cách là có thể kê được cả hình chữ H như này. Hoặc là có thể thê hình chữ U. Đây kèm theo bộ sản phẩm này nếu mà anh mua thì là có cả cái kệ TV luôn. Đấy thì kệ này nó đồng bộ luôn, nó thế kiểu như một cặp. Là một bộ luôn ấy. Một cặp luôn để cho nếu mà anh mà chưa có kệ TV hay là anh đặt kệ TV lên thì nó giống như quần áo ấy. Anh mua cả bộ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó nổi hơn, nó chất hơn. Vâng, vâng. Cả áo dí lê đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Tớ lấy cả cái bộ đồng hồ nữa. Dạ vâng, đấy. Tổng tiền là bao nhiêu tiền? Đồng hồ thì nếu mà anh mua tổng thể thì em sẽ tí đấy, em sẽ cộng cho anh. Và em có rất nhiều cái ưu đãi dành cho những khách hàng nào lại mua tổng thể luôn. Thì tức là rất nhiều phần quà. Nhưng mà sao vẫn gắn mác đây là cái gì đấy? Cái gì mác gì đấy? À đây là giá anh ạ. Đây cơ sở bên em là 100% là liên miết giá công khai. Không có, không được khách hàng yên tâm là rất nhiều cơ sở người ta lợi dụng khách hàng không biết về sản phẩm gỗ nên là người ta chặt chém cái giá. Mỗi ông một giá, ông nào mà trông sang thì là chặt chém giá cao. Và ngoài ra thì bên em thì có cái chương trình khuyến mãi đặc biệt là tặng cho khách hàng là một phần quà trị giá là 1,5 triệu cho tất cả khách hàng nào mua sản phẩm. Đấy. Và bạn bè anh mà có ai đến chơi ấy, đến có nhu cầu về nội thất, đến cơ sở bên em chơi thì cũng sẽ được tặng một phần quà 300.000 mà không cần mua hàng. Không cần biết lý do luôn. Hay đấy. Thuận buồm xuôi gió. Đấy, cho em xin thông tin để em viết hóa đơn cho anh. À, tớ hỏi tí. Thế mua một cái bộ bàn ghế như thế này, nhớ mà nó có cái vấn đề gì cong vênh hay là nó mối mọt thì bảo hành như nào? Dạ. Ủa, em quên em không nói với anh. Bên em thì tất cả những sản phẩm của cơ sở bên em đều được bảo hành là 35 mối mọt cong vênh. Đấy, và có bất cứ gì vấn đề gì về cong vênh mối mọt thì em sẽ đến tận nhà em mang sản phẩm về em xử lý cho anh hoặc là đổi cho anh bộ mới. Tức là cái bộ này được bảo hành 30 năm. Dạ. Tức là tất cả những cái gì mà nó bị nứt hay là nó co ngót là các bạn đến xử lý luôn. Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà có một cái điều mình cũng hơi băn khoăn, nó hơi tế nhị, tức là nhớ mà mang cái bộ này về, hôm nay tôi quyết định, thế nhưng mà nhớ bà xã về, bà xã lại có một cái việc gì nữa gợn cợn, bà không thoải mái, hoặc là ông bà thân sinh rồi là ông bà nhạc mà thấy không vui, thì có thể là mình đổi được hay như thế nào được không? À rồi, bên em thì lại hỗ trợ khách hàng là cái chương trình là em nghĩ là không biết nào có luôn, là đổi trả trong vòng 7 ngày miễn phí. Đấy, anh có thể đổi bất cứ sản phẩm gì để cho bao giờ ưng ý thì thôi và hài lòng thì thôi. Tức là đổi trả trong vòng 7 ngày? Vâng. Không cần lý do luôn anh nhá. Hay. Cái này hay. Anh yên tâm luôn, mua hàng nhà em thì chỉ hài lòng trở lên, không hài lòng là không mất cái gì cả. Thế nên tớ mới tìm đến đúng cơ sở Thiên Phú của bạn. Bây giờ bạn cho tất cả mọi thứ, bạn băng keo cẩn thận cho tớ nhá. Dạ. Vì tớ rất là không muốn nó bị xước xát gì cả. Mang về địa chỉ của tớ trên các visit lúc này đưa cho cậu rồi đấy. Thôi rồi, chắc là độ một tiếng nữa thì anh em mình, em sẽ giao được hàng về đến cái địa chỉ nhà anh. Dạ. Thì bây giờ thì thôi, em chào anh thì sau có gì. Cảm ơn bạn. Chút nữa thì lại hẹn gặp anh ở nhà anh cho anh trải nghiệm cảm nhận ở gia đình xem là thế nào. Thì thế này, quà cáp gì ghê này. À đây, đây là cái phần quà này là cơ sở với em vừa nói với anh đây. Là đủ 6 món quà trị giá là 1,5 triệu. Cơ sở với em tặng
cho tất cả những ai mua hàng của cơ sở bên em. Và tặng miễn phí luôn nha anh nhá. Cái hộp chè mà có chữ Phúc này thì tôi thích này. hộp giấy này. Hộp giấy này, hộp tăm này. Gạt tàn nguyên khối. Đấy. Gạt tàn gỗ nguyên khối. Vâng, có khắc tên luôn và một cái bàn trà để mình để đổ nước tất cả để bằng gỗ nguyên. Rồi, hay đấy. Và một bộ cốc thủy tinh cao cấp. Đấy, cộng với cả một cái thư là cảm ơn biết ơn gia đình. Cộng thêm là thẻ voucher giảm giá là tặng riêng cho anh nếu mà anh mua thêm sản phẩm nữa hoặc giới thiệu khách. Thì khi anh giới thiệu thì khách hàng mới đến mua thì giá thì cũng được giảm, mà anh thì sẽ nhận được quà ở cơ sở bên em để thay cho lời tri ân cảm ơn. Tức là cái voucher này mà tôi mua hàng hoặc là bạn tôi được tặng mang đến mua hàng thì được giảm giá mà tôi thì được quà. Đúng rồi. Rồi, tốt rồi. Cậu cho bọc tất cả mọi cái chuyển về địa chỉ của tôi nhá. Ok anh nhá. Cảm ơn Biên nhá. Dạ. Dạ. Đẹp quá. Rồi em chào anh nhá. Anh ơi, Biên ơi. Tôi vừa mới nhớ ra có một thằng bạn vừa mới xây xong cái biệt thự mà phòng khách nó rộng lắm, 100 mét cơ. Rất phù hợp với cái bộ này. Tôi sẽ giới thiệu cho một cậu ấy đến đây. Dạ. Hôm vừa rồi bạn ấy cho tôi xem một cái ảnh để bạn ấy mua cái bộ bàn ghế như thế mà không đẹp như này, nó không kỹ như này đâu. Nhưng mà đắt lắm, nó khoảng 500-600 triệu gì đấy. Ồ dạ, ok anh, nếu mà khách mà thích nghe này em khẳng định đến không có bộ nào đẹp bộ này luôn, kể cả bộ môn hàng tỷ anh luôn. Cái bộ này là bộ gọi là gì? Nghe gì? Nghe Bảo Đỉnh anh ạ. Nghe Bảo Đỉnh. Rồi, dạ. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu ấy nhá. À mà không biết chừng ấy, cuối năm nay tôi khánh thành cái nhà ở bên Yên Viên ấy, là tôi cũng mua một bộ như thế này để bên đấy. Bởi vì phong cách ở nhà bên kia là cổ điển mà mang cái tính cổ xưa như này, mà tôi cũng khoái thế. Hoành phi câu đối rồi là nghe rồi là rồng như thế này là hay lắm. Dạ. Ôi trời ơi, tốt quá anh ạ. Vâng, thế hẹn gặp lại anh lần sau nhá. Rồi. Chào anh nhá. Vâng, thế anh vào nhá. Vâng. Anh em bạn bè đến là cứ gọi là hỏi con gà mái thán phục. Vân gỗ cứ bồng bềnh như là rồng vờn mây. Vâng, cảm ơn anh. Thì anh sẽ nhận xong bộ sản phẩm này ngon lành cành đào thế rồi thì anh có gì để góp ý thêm để cho cơ sở làm nó tốt hơn nữa mà đẹp hơn nữa không? Tớ thì tớ thấy thế này, một cái bộ bàn ghế rồi là đồng hồ rồi là kệ tivi mà có 60 triệu, giá cả thế là hợp lý, rất là vừa với túi tiền đấy, sang xịn mịn. Hay một cái là được bảo hành 30 năm. 30 năm ấy thì tớ khi già 90 tuổi rồi thế là yên tâm rồi, con cháu có chắc rồi. Thế mà lại vợ con hay là bạn bè mà không ưng hoàn toàn thì đổi một trong vòng 7 ngày, nhiều khi lại còn trả lại tiền mà không phải có một cái phí gì đúng không? Không bị phạt gì đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, hoàn toàn miễn phí luôn. Quá hay. Vâng. Cái đấy rất là phù hợp, bởi vì là rất là nhiều người bây giờ người ta có những cái thắc mắc hay người ta gợn cợn gì đấy thì sao? Cái này là một cái mà tớ đánh giá cao cái cơ sở Thiên Phú của cậu đấy. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Vâng. Đấy thì nếu mà có bất cứ một ai người nhà mà muốn mua nội thất hay là anh muốn mua nội thất thì anh có sẵn sàng mua và giới thiệu cơ sở bên em không? Như lúc nãy tôi đã nói, vừa có voucher giảm giá này, lại vừa có quà này. Chắc chắn là có bạn bè thì tôi sẽ mời bạn bè đấy. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm của Thiên Phú nhé. Thế cảm ơn anh ạ. Thế chúc anh và gia đình là sức khỏe và hạnh phúc và thành công ạ. Chúc Thiên Phú một năm 2022 nhiều thành công, nhiều sáng tạo và luôn luôn phát triển. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng với anh đi mua sắm cái bộ bàn ghế này. Và chúc quý vị khán giả một năm mới nhiều sức khỏe, lắm thành công và an khang thịnh vượng.
Xin chào và hẹn gặp lại nhé.